Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo nhá. Thì ngày hôm nay Sĩ Kẹo sẽ cùng mọi người leo top 1 cùng với khẩu súng Famat của chúng ta đây. Thì như mọi người cũng có thể biết được là khẩu súng Famat là một khẩu súng mới được ra mắt trong game Free Fire. Phải nói là khẩu súng này bắn khá là ok luôn. Với mỗi cái lần nhấp bắn thì chúng ta sẽ có thể bắn được 3 viên đạn cùng một lúc luôn. Và đây chính là cái khẩu súng bắn đạn chùm trong game Free Fire lần đầu tiên xuất hiện luôn mọi người ơi. Có vẻ như là tôi đã nghe thấy tiếng chân của ai đó rồi. Tôi nghĩ là thanh niên kia trong nhà, anh em có nghĩ là như vậy không? Đâu rồi? À tôi thấy rồi nha, có một thanh niên trong nhà. Chơi nó luôn nào, chơi nó luôn, sao phải ngại thanh niên này. Được rồi, tôi sẽ chạy sang bên này. Ấy, bạn đâu rồi, bạn đâu rồi, bạn đâu rồi, bạn đang ở chỗ nào? Vâng, và thanh niên kia thì bạn ấy vẫn chưa lò đầu ra ngoài rồi nha em ơi. Đâu rồi, chú định chạy đâu? À thấy rồi nha, thanh niên này kiểu gì thì mình cũng giết nó luôn. Á à, đù thanh niên này. Đâu rồi, chú thử loài cái đầu ra, anh sẽ giết chú luôn. Anh mà phải ngại chú á. À anh lại sợ chú quá cơ. Ơ kìa, lại có thêm một thanh niên nữa thôi. Nha mơ tôi phải chạy thôi, không chạy là tí nữa chúng nó bắn cho chết ngay bây giờ chứ lại. Được rồi, ok, tôi sẽ phải bơm máu cái đã. Công nhận là nguy hiểm thiệt luôn đó. Tôi có tưởng là có một thanh niên trong nhà nhưng không có một thanh niên ngoài này. Giết nó luôn anh em ơi, giết nó luôn. Không cho nó sống ra, trở thành huyền thoại này. Ok, mạng đầu tiên, Sĩ Kẹo đã hạ gục được thanh niên đầu tiên. Vâng, thanh niên thứ hai này. Chúng ta cùng xem thanh niên thứ hai. Thanh niên thứ hai, vâng, mình đã hạ gục được hai thanh niên liên tiếp chỉ với một khẩu súng Famat. Thì như anh em có thể vừa thấy đấy, là khi anh em sử dụng khẩu súng Famat, làm cách nào để chúng ta có thể bắn liên thanh thì các bạn hãy chỉ cần mở ống ngắm lên này, sau đó thì các bạn hãy nhấp bắn này, nhấp bắn nhá. Nhớ với mình là các bạn hãy nhấn nhấp bắn nhá, chứ đừng các bạn đừng có nhấn giữ luôn. Một lúc thì là khẩu súng của chúng ta nó sẽ bị delay một chút xíu nha. Đấy các bạn, cứ nhấp liên tục cho mình thì khi nào hết băng đạn thì tự động khẩu súng Famat của chúng ta sẽ thay đạn thôi. Theo như mấy ngày mình cảm nhận về khẩu súng Famat thì mình có thấy rằng là khi mà các bạn chơi khẩu súng Famat này này, đấy, lúc đầu thì các bạn chưa quen với cái cách bắn mới của khẩu súng này, nhưng khi các bạn đã chơi quen rồi phải nói là các bạn sẽ rất là thích cái khẩu súng Famat này luôn. Và cũng như mình vậy, mình thì cũng như vậy thôi. Đấy, phải nói là đầu tiên thì mình chê khẩu súng này bắn nó không có hay, nhưng sau khi mình chơi quen rồi thì mình cảm giác là ui, súng khá là ngon anh em ạ. Và không hổ danh đó chính là nó có thiết kế tương tự gần giống so với khẩu súng Groza. Thì cái lượng sát thương của nó rồi là cách bắn các kiểu, mặc dù nó yêu cầu cái cách các bạn bắn nó sẽ khó hơn thường lệ, nhưng mà phải nói là bắn khẩu súng này rất là hay luôn mọi người ơi. Được rồi, nói chung là hôm nay ấy thì mình sẽ cố gắng kiếm top 1 bằng khẩu súng Famat anh em ạ. Đâu rồi, chúng ta hãy cùng tìm kiếm thanh niên thứ ba trong trận đấu này nào. Liệu rằng mình có thể tìm kiếm được thanh niên thứ ba ở trong cái khu vực này không? Ừ, theo như tôi thấy là tôi chả thấy có một cái động tĩnh gì. Ơ kìa, một thanh niên này. Úi giời thanh niên, úi giời thanh niên, úi giời thanh niên. Ok, mình đã hạ gục được 3 mạng rồi. Bây giờ thì mình sẽ chạy ra để hốt xác thanh niên kia thôi. Làm sao mà phải ngại chứ lại. Ơ nhưng mà trong này có gì đây? À trong này thì chỉ có một khẩu Ska và một ít đạn súng trường thôi. Thật sự là bây giờ mình đã có khá là nhiều đạn súng trường rồi. À đây, hòm xăng nó đây chứ đâu. Đây, đúng rồi. Chúng ta cùng xem nào, có gì đây, có gì đây. Vâng, không có gì luôn. Thật sự là thanh niên này chẳng có cái gì để cho mình lượm nữa cơ. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu ngày hôm nay. Truy tìm thanh niên thứ tư trong trận đấu này nào. À ok, lần này thì chúng ta sẽ chạy qua cầu đi. Đây rồi. Trên cầu thì theo như mình thấy là chưa có ai cả anh em ạ. Tất nhiên là chúng ta có thể thoải mái để chạy trên chiếc cầu này thôi. Âm mà phải công nhận thật, các thanh niên trong trận đấu này thì theo như mình thấy là các bạn ấy ra đi khá là sớm luôn ấy. Bây giờ chỉ còn có bao nhiêu đây? Chỉ còn có 13 thanh niên nữa thôi. Đấy, làm cách nào mà tiêu diệt được 13 thanh niên này thì mình sẽ trở thành người chiến thắng. Anh em có nghĩ rằng là ngoài này sẽ có một thanh niên nào không? Ơ tại sao tôi thấy khá là trống trơn vậy? Thề luôn chẳng thấy ai luôn chứ lại. Đâu rồi các bạn ơi, đâu rồi? Các bạn đang ở chỗ nào vậy? Ơ kìa, tại sao tôi lại có một cái cảm giác nó cô đơn đến vậy nha em? Vâng, thật sự là vẫn chưa thấy ai luôn. À, có một cái hòm thính ở chỗ kia nha. Nhưng thật sự là mình không có quan tâm tới hòm thính, vì đã bảo với nhau ở đầu trận rồi. Ngày hôm nay
Sĩ Kẹo sẽ chỉ sử dụng khẩu súng, đó chính là khẩu súng gì đây? Khẩu súng Pharmac để có thể lấy top 1 trong game Free Fire. Theo như mình thấy thì cái khu vực trên này ấy, nó khá là nhiều cây dừa đấy. Ê, ngoại trừ là cây dừa ra thì tôi chả tìm thấy được một thanh niên nào chứ lại. Vâng, con số người chơi trong trận đấu này thì các bạn ấy ngày càng giảm đi rất là nhiều luôn. Và hiện tại chỉ còn 12 thanh niên nữa thôi. Và đây, tôi đã chạy ra tận cái khu, phải nói là cái khu này khá là gần biển luôn rồi. Thật sự là không hiểu luôn. Ngày hôm nay thì các thanh niên kia của chúng ta ấy, các bạn ấy chạy đi trốn hết rồi thì phải luôn ấy. Không thể tìm được một ai để chúng ta có thể bắn luôn ấy. Được rồi, tiếp tục nào anh em ơi. Chúng ta hãy tiếp tục và không thể bỏ cuộc. Chúng ta sẽ phải đi tìm những thanh niên. Và đây, theo như mình biết là cái khu mình đang chạy đến trước mặt đây sẽ là Gym Nam Village. Tôi không tin là một cái khu rộng lớn như thế này mà lại không có ai. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ sớm tìm kiếm được thanh niên thứ tư. Đâu rồi thanh niên thứ tư, bạn đang ở chỗ nào? Mình lại sợ bạn quá cơ. Chạy lên chỗ này. Tôi nghĩ là chạy lên trên cao thì chúng ta sẽ có được một vị trí tốt hơn để quan sát. Và từ đó thì chúng ta có thể hạ gục kẻ địch một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Đấy, trên này, trên này. Trên này thì theo như tôi thấy là nó sẽ có một căn nhà. Nhà này thì 2 tầng thì phải. À, chạy qua nào. Chạy qua lút đồ xem là chúng ta có thể lút được gì đây. Vâng, thật sự là tôi chẳng có thể lút được gì. Bởi vì là hiện tại thì mình đang dùng cái ba lô 2. Nếu như nâng cấp được lên cái ba lô 3 thì mình sẽ đựng được thêm nhiều đồ hơn nữa. Được rồi. Ơ kìa, anh em có nghĩ rằng lần này thì Bo sẽ thu ra biển hay không? Tôi rất là nghi luôn chứ lại. Thế luôn, cái khu Gym Nam Village, một cái khu khá là lớn như này mà tại sao? Tại sao lại chưa có ai vậy? Nãy giờ thì mình giết được hơi có ít kill một chút xíu mọi người ạ. Mới giết được có 3 kill thôi. Gì vậy? Chưa bao giờ tôi có một cái cảm giác nó gọi là thề luôn, chạy vật vã mà không thể tìm thấy được một thanh niên nào. Ây da, quá mệt rồi. Vâng, tiếp tục một thanh niên nữa lại bị hạ. Thề luôn, các bạn chết gì mà nhiều vậy. Vâng, một thanh niên nữa lại ra đi. Còn đúng 10 thanh niên này. Nếu như mà có thể giết được tối đa 10 thanh niên này thì sẽ nâng cái điểm hạ gục của mình lên thành 13 kill. Thật sự thì để giết 10 thanh niên này khá là khó phải không mọi người? Tôi nghĩ là các bạn ấy sẽ chết khá nhiều. Ơ kìa, ai vừa gọi vậy? Tự nhiên là máy mình lag rồi nha em ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Được rồi, ok, ngon rồi, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại trận đấu nào. Rất là hên là trong khi cái máy mình bị lag thì không có ai hạ gục mình. Nếu không thì mình đã die sớm rồi. Ơ kìa, ping bị sao vậy? Hình như vẫn còn lag mọi người ạ. Cái gì đấy? Tự nhiên mất máu này, mình thề không hiểu luôn chứ này. Cái chuyện gì vậy? Thôi được rồi, ok, bỏ qua cái chuyện giật lag chơi game. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng kiếm top 1 luôn. À, đủ một thanh niên này. Ui giời, thanh niên. Trời ơi, đáng thương chưa. Ok, như vậy là mình đã hạ gục được thanh niên thứ tư rồi. Tất nhiên là mình sẽ chạy lên để loot xác nó thôi. Có gì đây, có gì đây. Vâng, khá là nhiều đạn súng trường. Trời ơi, có cả ba lô ba nữa này. Vâng, một cái băng đạn ba thì mình sẽ nâng cấp được cái số lượng đạn trên mỗi băng đạn của khẩu súng Pharmac lên tối đa. Phải nói là bắn rất là phê luôn anh em ơi. Được rồi, cùng xem nào. Khu vực này anh em nghĩ là còn người không? Tôi nghĩ là vẫn đang còn người chứ lại. Một cái khu vực phải nói là rộng lớn như thế này cơ mà. Chạy đi tìm những thanh niên còn lại thôi anh em ơi. Nhất định là tôi sẽ phải tìm kiếm thêm được vài thanh niên nữa để ăn thêm mấy mạng. Đâu hết cả rồi vậy? Tại sao tôi vẫn chưa thấy vậy ta? Bình tĩnh đã nào. Cái gì thì cũng phải từ từ đúng không mọi người? À, có bắn nhau ở bên dưới nha. Có bắn nhau ở bên dưới kìa. Đâu vậy? À, đủ thanh niên này. Úi giời, thanh niên này. Vâng, ok, sĩ kẹo đã hạ gục được thêm một mạng nữa rồi.
Như vậy là cuối cùng thì mình đã hạ gục được 5 hạng rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Còn ai nữa không đây? Còn ai nữa không vậy? Còn ai thì các bạn ra hết đây đi, để mình xử luôn một lượt nào. Tí nữa mà các bạn bắn lén sau lưng mình rất là buồn luôn đấy. Được rồi, chạy thôi. Chạy thôi nha em ơi, Bo lại chuẩn bị thu rồi. Lần này thì Bo thu sẽ khá là xa, nên là chúng ta sẽ phải chạy trước thôi. Không chạy trước tí nữa là không kịp đâu nha. Ủa gì vậy? Một thanh niên vừa bị hạ gục bằng khẩu súng FAMAS. Bây giờ chỉ còn 7 thanh niên nữa thôi. Nếu như mà tính cả mình nữa sẽ là 8 thanh niên nha. Theo như tôi thấy thì khu vực này chẳng còn ai nữa. Nhưng mà tôi kệ, tôi cứ thủ ở chỗ này cái đã. Đấy, phải chờ anh em ạ. Nếu không tí nữa gặp ngay mấy thanh niên móc lốp thì thôi rồi. Công nhận là xác định ra đi sớm luôn, không thể lấy được top 1 cho anh em. Ok, 4 chú nữa này. À, được rồi nha. Và mình phát hiện là để di chuyển sang cái khu vực kia nhanh hơn thì lần này chúng ta sẽ đi bằng đường cáp treo nha, không đi đường bộ hoặc là đi đường bơi sông nha. Không biết là có kịp chạy ra cái cáp treo không đây. Theo như tôi nghĩ là vẫn kịp. Ơ kìa, cái gì vậy? Thanh niên nào kia? Úi giời, giết nó luôn. Thanh niên này. Úi giời, thanh niên này. Ơ kìa, chú định chạy với anh à? Chạy với anh à? Bắn lòng chưa? Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhanh chóng lút đồ từ thanh niên này thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển bằng cái cáp treo ở trên kia. Úi giời, ngon này, tay súng 3 này. Trời ơi, bạn này thì toàn đồ ngon luôn thôi. Được rồi anh em ơi, di chuyển lên cáp treo chỗ này nào. Lần này thì chúng ta sẽ đu dây. Ok. Đây, và tôi đang tiến hành đu dây để có thể sang được bờ bên kia rồi. Ơ gì vậy? Chỉ còn một thanh niên nữa thôi. Đúng rồi, duy nhất một thanh niên thôi. Nếu như giết được bạn này thì tôi sẽ trở thành người chiến thắng. À, cuộc chiến bắt đầu trở nên căng thẳng rồi nha. Rất là căng thẳng rồi anh em ạ. Ok, nhảy xuống nào. Xuống nha. Bình tĩnh nào, kiểu gì thì mình cũng sẽ tìm được thanh niên còn lại. Anh em cứ yên tâm ở mình nha. Đâu rồi? Thanh niên còn lại đâu? Anh em nghĩ là thanh niên còn lại ở chỗ nào? Theo như tôi nghĩ là bạn ấy sẽ ở cái đồi bên trên kia của chúng ta. Được rồi, tôi sẽ di chuyển sang bên này. Nào, thanh niên còn lại đâu? Tại sao mà anh vẫn chưa thấy chú vậy? Đâu rồi ta? Chỉ còn một chút xíu thời gian nữa thôi thì Bo sẽ thu. Tôi sẽ xem là thanh niên này, bạn ấy đang ở đâu và đang ở chỗ nào. Đâu vậy ta? Ơ kìa, sao vẫn chưa thấy vậy? À, thấy rồi nha, bạn ấy đang ở trên đồi. Chính xác luôn rồi. Chạy qua và chiến luôn nào, qua bên này. Đúng rồi, chú chết với anh rồi. Đâu rồi thanh niên? À, chú lại chạy núp rồi à? À đây thanh niên này. Úi giời thanh niên này. Úi giời. Ơ kìa, bạn ấy lại chạy vào trong rồi. Được rồi, mình sẽ chơi chiến thuật móc lốp bằng cách là mình sẽ chạy sang bên trái này. Đây, kiểu gì thì thanh niên ấy, bạn ấy cũng sang bên này. Đâu? Ra chưa? Vẫn chưa thấy bạn ấy ra luôn. Qua thử bên này coi nào. Bo thu rồi, chạy đi bạn ơi. À, thấy rồi nha, thanh niên này. Úi giời, thanh niên này. Ok, như vậy là mình đã hạ gục được 7 mạng và giành top 1 trong trận đấu này chỉ với một khẩu súng FAMAS. Nếu như mọi người thấy clip này của mình hay, đừng quên nhấn nút like và hãy đăng ký để tiếp tục theo dõi những video sớm nhất từ channel của Sĩ Kẹo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.